Thưa quý vị, trên mạng xã hội hiện nay có đến 12 dạng nội dung thông tin xấu độc, luận điệu sai trái cần được những người làm báo nhận diện và phản bác một cách đúng đắn. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý bên cạnh các giải pháp, kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ trong hội nghị báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra vào sáng nay tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hội nghị do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức với sự tham gia của nhiều hội nhà báo, cơ quan báo đài đến từ 19 tỉnh thành khu vực phía Nam. Trong bối cảnh lượng người dùng mạng xã hội có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm lên đến 12%, những năm gần đây, các thế lực ngày càng lợi dụng triệt để phương tiện này để lập ra các kênh truyền thông lan truyền luận điệu sai trái, tư tưởng độc hại, phá hoại niềm tin của nhân dân và Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, các cơ quan báo chí đã vướng phải khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác. Khó khăn lớn nhất chính là con người. Làm sao có một cái đội ngũ đủ năng lực để thực hiện những cái thông tin mang tính phản bác, thực hiện những thông tin mang tính tuyên truyền. Đấy là hai mặt trận mà đều là cần con người cả. Mong mỏi lớn nhất của chúng tôi là hiện nay là được đầu tư thêm cái trang thiết bị về chuyển đổi số, hạ tầng số để chúng tôi tiếp cận được với những cái công nghệ hiện đại, thực hiện được những cái loạt bài, những cái tiếng bài sâu với những cái hình thức báo chí hiện đại. Tại hội nghị, 21 tham luận đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã được chia sẻ, thể hiện rõ vai trò xung kích tiên phong của lực lượng báo chí phía Nam. Nhiều cơ quan đã chủ động triển khai phương pháp, cách làm riêng trong đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng chống phá thù địch, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Đặc biệt, báo chí địa phương với thế mạnh bám sát địa bàn đã cho ra đời nhiều chuyên trang, chuyên mục cập nhật sát sườn với diễn biến thực tế, làm sáng tỏ việc lợi dụng nhiều vấn đề khác nhau. Báo Cần Thơ đã mở chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng trên báo in, báo điện tử và trên các cái ấn phẩm, kể cả là tiếng Anh, tiếng Khmer, để tuyên truyền bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã thêm một vế vào trong cái nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác cái quan điểm sai trái, đó là tuyên truyền và lan tỏa những thông tin tích cực với cái mục đích là chúng ta sẽ tuyên truyền lan tỏa những thông tin tích cực để nhằm đẩy lùi đi những cái thông tin tiêu cực và đẩy lùi đi cái xấu. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái này là một sự sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh. Các cấp hội quan tâm đến việc là phối hợp với ban chỉ đạo 35 ở các địa phương chủ động tổ chức những cái đợt tập huấn nâng cao cái kỹ năng về viết bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức cho từng khu vực những cái chuyên đề viết sâu về vấn đề dân tộc, về vấn đề nhân quyền, về các vấn đề mà cái khu vực đấy họ đang có nhu cầu đấy. Và vấn đề thứ ba, chúng tôi mong muốn được tổ chức được các cái chuyến trải nghiệm, giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa các cơ quan báo chí, các hội nhà báo. Thông qua những hội nghị với những kinh nghiệm từ thực tế cũng như là các giải pháp đến từ các đơn vị khác nhau sẽ giúp cho các cơ quan báo chí có cơ hội được học hỏi, từ đó phát huy vai trò xung kích của mình trong việc bảo vệ cũng như là giữ vững trận địa nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng như là củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của nước ta.